Ngày 27 tháng 3, chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4 năm 2022. Chương trình tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới. Trong tháng 3, chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ tiến hành tập huấn chuyên môn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cho các địa phương trên toàn quốc và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các điểm tiêm chủng. Ngay sau khi vaccine về tới Việt Nam và được kiểm định chất lượng an toàn, vaccine sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng vào đầu tháng 4. Bộ Y tế cho biết, bên cạnh nguồn vaccine hỗ trợ của chính phủ Australia, Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng đang chủ động tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ vaccine khác từ các tổ chức quốc tế như là USAID, COVAX, Facility và chính phủ các nước để sớm có khoảng 8 đến 10 triệu liều vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đủ hai liều cơ bản cho tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, việc sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này. Theo khuyến cáo, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất, tính an toàn của vaccine cũng tương tự như đối với vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ lớn từ 12 đến 18 tuổi. Do đó, Việt Nam đã triển khai như các quốc gia trên thế giới. Cũng theo bà Hồng, đối với mỗi nhóm tuổi sẽ có từng loại vaccine khác nhau. Khi tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Việt Nam sẽ sử dụng vaccine do hãng Pfizer-BioNTech sản xuất tuy nhiên hàm lượng kháng nguyên chỉ bằng 1 phần 3 so với lứa tuổi lớn hơn. Chúng tôi sẽ tập huấn kỹ cách thức triển khai pha vaccine, đắm lọ và số liều vaccine trong một lọ, bà Hùng nói. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, vaccine phòng COVID-19 hiện vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Vì vậy, việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu, trong đó mũi 3 rất quan trọng, đặc biệt với biến chủng Omicron, chủng BA2 hiện nay. Mũi 3 làm giảm ca nặng và ca tử vong rất lớn. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường và hoàn thành tiêm mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế cho biết Bộ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương triển khai đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bỏ sót. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. Sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên.